Xin chào các bạn, đây mình giới thiệu với các bạn, đây là cái cáp kết nối từ điện thoại iPhone hoặc là máy tính bảng iPad từ chân Lightning ra cổng HDMI 4K. Ở đây cái sản phẩm này là của hãng Totu, với cái chiều dài dây là 3,5 m và dây được bọc vải cho chúng ta tín hiệu là 4K. Các bạn có thể sử dụng trong các trường hợp là chúng ta có thể cắm vào để xem phim hoặc là trình chiếu ảnh trên màn hình lớn TV của chúng ta, rất là thuận tiện và dây rất là nhỏ gọn, mềm, dễ sử dụng. Đây là hàng chính hãng của Totu, bảo hành không đổi trong vòng 1 năm. Đây là cái phần chân để chúng ta cắm vào iPhone hoặc là iPad của chúng ta. Bên cạnh đó là cái cáp, đầu này là đầu cắm vào cổng TV của chúng ta, và đây là cái cổng USB hỗ trợ cho nguồn. Khi chúng ta cắm vào thì chúng ta cần là cắm thêm cái cổng này vào phần nguồn để hỗ trợ điện cho cái tín hiệu 4K nó sẽ xuất ra và hình ảnh sẽ được sắc nét hơn. Giá bán của cái phiên bản này là 650.000. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.